Thì sau khi mà làm tay xong rồi á, các bạn đắp bột hoặc là các bạn làm manicure bình thường à, xong hết rồi tới công đoạn sơn. Ở đây là các bạn thấy là mình đang sơn cái nước sơn chưa màu trắng lên toàn bộ móng tay của khách. Thì sau khi mà sơn xong rồi á là mình cũng bỏ vô máy hơi đàn cho nó khô hết các bạn. Clip ngày hôm nay thì theo cả có một số anh chị em làm cái design. Thì ở đây thì cái mẫu design này các bạn, mình sẽ dùng cái hộp bột màu đỏ hồng này. Đó, mình sẽ chấm một chút xíu lên cái cọ. Thì ở đây là mình dùng cái cọ nhỏ này. Đó, mình sẽ bỏ chỗ cuticle cho nó đậm. Đó, bỏ cái cuticle này mình bỏ nhẹ nhẹ, mình chập chập nhẹ nhẹ lên thôi. Cái này là rất là đơn giản các bạn. Mình không cần phải là quá là đều, đều thì sơ thôi. Nói chung là chủ yếu là mình cần ở chỗ cuticle nó đậm lên một chút các bạn. Đó, rồi sau đó mình lấy cái cọ to, mình phủi ở giữa này này cho nó lon ra. Nó lon mỏm ra chút xíu ở giữa này. Đó, rất là dễ các bạn ha, rất là dễ. Thì khi mà cái treo này mà hơi 60 giây rồi các bạn làm vẫn còn ướt, mình bỏ cái bột lên là nó dính rất là cứng. Rồi giờ mình lấy bột màu xanh, mình sẽ bỏ ở dưới đầu móng. Đó, bỏ màu xanh thì mình bỏ ở dưới đầu móng mình bỏ lạnh. Còn vô tới khúc giữa này các bạn, mình sẽ đập nhẹ ra. Rồi mình sẽ lấy một xíu màu trắng, đó, mình bỏ lên ở giữa này. Đó, cho nó pho ra các bạn, nó pho nhẹ ra. Thì nó sẽ tạo cho mình cái ombre. Các bạn làm ombre như thế này, vừa đỏ ở trên chỗ cuticle, trắng ở giữa và xanh ở dưới đầu móng, có ba màu. Đó, sau khi mà các bạn thấy ok như thế này rồi, là các bạn lấy cái chai nước sơn, đây các bạn thấy không, rất là đẹp này. Các bạn lấy chai nước sơn treo này phun đi bên này này, đó phun đi bên này, thì mình sẽ bỏ cái nước sơn này một lớp phủ toàn bộ. Và khi mình bỏ cái nước sơn này lên nha các bạn, là cái bột của mình nó sẽ mịn lại và nó cái nước sơn này nó trắng đục mà mảnh lợt á, thì nó sẽ làm cho cái móng của mình nó đều hơn. Nó giống cái ombre mà đắp bột đó các bạn. Đó, thì mình sẽ kéo từ ở trên cái cầu mình kéo xuống. Thì vì đây là cái nước sơn phân này bên này là các bạn biết nó rất là lợt, cho nên là khi mình bỏ lên nhá thì nó sẽ không che hết cái màu được, nó che mà nó phủ nhẹ thôi. Thành ra là nó làm cho cái móng của mình nó thấy rất là đều, cái bột rất đều, đẹp các bạn không. Ở chỗ cuticle nó sẽ hiện lên một cái dòng màu đỏ đậm và nó ombre xuống ở dưới này, là màu trắng và màu xanh. Đó. Khi mà kéo nước sơn này là các bạn kéo từ trên kéo xuống kéo thẳng, đừng có nhấp cái tay. À, sau khi mà xong hết rồi các bạn hơi đèn, bỏ tốp cốt thì các bạn sẽ được một bộ móng như thế này. À, ở trên chỗ cuticle nó sẽ có màu đỏ hồng đậm đậm nhẹ nhẹ, nó ửng hồng lên. À, sau đó là nó tới màu trắng và cuối cùng nữa là màu xanh ở ngay đầu móng. Nó tạo cho các bạn một cái bộ design rất là đẹp nhưng mà cũng rất là dễ làm. Vậy là các bạn đã có một bộ tay ngon lành. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Chúc các bạn sức khỏe và thành công, hoặc là mọi người trong những clip chia sẻ tiếp theo nha.